Chị là Phúc, hiện tại chị đang là CEO and founder của thương hiệu áo dài Áo Baba Vides. Và thương hiệu của chị thì bắt nguồn đó là khi mà chị có một cái suy nghĩ, đó là Hàn Quốc thì có hanbok và Nhật Bản thì có kimono. Vậy thì Việt Nam mình cũng có áo dài và áo Baba truyền thống rất là đẹp. Vậy tại sao mình không phát triển cái ngành đó, khi mà cái ngành đó hiện tại bây giờ chỉ có các nhà thiết kế hoặc là các cửa hàng thời trang nhỏ thôi. Thì chị muốn phát triển một cái ngành này để có thể là với cái sứ mệnh của doanh nghiệp của chị, đó là phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Bình thường thì thời trang công sở hay là thời trang khác sẽ rất là dễ tuyển nhân sự, nhất là các bạn trẻ năng động. Nhưng mà với cái đặc thù ngành của chị là thời trang về truyền thống, nên là cần các bạn trẻ phải học những cái về truyền thống, rồi những cái nó hơi liên quan đến vấn đề chuyên môn một chút. Đó là một cái khó khăn trong chị trong vấn đề tuyển dụng. Chị quyết định tham gia bởi vì là trước đây chị đã từng học một cái khóa marketing của anh Dũng rồi. Và sau cái khóa đấy thì cái doanh nghiệp của chị đã có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trước khi mà chị bước tới một cái sự phát triển hơn, hiện tại thì là chị đang kinh doanh rồi và chị muốn phát triển hơn nữa. Thì như mọi người cũng biết là khi mà chúng ta phát triển lên ấy, mà chúng ta làm sai chẳng hạn, thì cái đổ vỡ nó rất là lớn. Cho nên là chị muốn được đến học với anh Dũng ngay từ đầu, để khi mà chị phát triển lên ấy thì nó sẽ bớt đi, nó sẽ rút ngắn đi cái thời gian mà mình phải làm lại. Bởi vì là đó, khi mà mọi người mà kinh doanh từ từ vừa và nhỏ và lên lên to ấy, thì sẽ rất dễ là gặp phải những cái trường hợp là bị toang khi mà đã quá to. Thì chị muốn rút ngắn cái thời gian đấy, chị muốn đi cẩn thận hơn. Và với anh Dũng thì anh đã có hơn 10 năm trong cái quản lý về nhân sự rồi, anh quá nhiều nỗi đau rồi. Chị rất muốn được học ở anh những cái nỗi đau đấy để mình có thể là tránh ngay từ đầu, để mình có những cái bước đi vững chãi ngay từ đầu luôn. Chị biết đến rất nhiều trường doanh nhân, nhưng trường doanh nhân HBR là trường duy nhất mà chị theo học. Người thầy quá là có tâm. Những cái câu hỏi của chị, những cái câu hỏi về nhân sự, phát triển nhân sự, phát triển đại lý, phát triển khách hàng, chị có rất là nhiều câu hỏi và nó đã được giải đáp hoàn toàn trong ngày hôm nay. Và bây giờ chị chỉ có về và thực hành thôi, không chỉ từ thầy mà là học thầy không thầy học bạn. Hôm nay thì chị cũng đã tìm được một người bạn thân và nói chuyện được rất là nhiều. Các đối tác anh chị thì đều đã vấp ngã nhiều, cũng trải qua nhiều. Và chị đã giải đáp được hết những câu hỏi mà chị mong muốn rồi. Hai ngày hôm nay quá tuyệt vời.